ở này nè, ở này nè, ở thấy giờ thấy cắm chưa? Rồi đi đi quay clip luôn đó. Kéo lên nha, kéo tất cả kéo lên. Ừ, đứng đây đây, đứng đây đây. Chưa được dùng cụ hết kìa, bây giờ ra đây mới đòi dùng cụ nè. Rồi, một cô Đốc TV xin chào các bạn. Hiện tại thì vợt chủ đang chưa mang ra, do đó khách của mình Mẫu thì cũng vẫn vào trong đăng để ngắm cá thôi. Cá này là cá xương xanh nha. Trắng không anh, trắng không anh? Trắng á, con này... Ừ, bắn rồi, dám bắt. Thôi, sao cái răng của nó rất là sắc. Ừ, ừ, mình á, chụp cái mình, chụp cái nào. Trời ơi, con cá bự kia. Đúng rồi. Bây giờ nó như vậy rồi thì nó rất là hiền, thấy không? Cầm giống chú, cầm giống chú nha, đừng cầm vào mồm nha, nó cắn nha, thấy không, thấy mồm không? Cầm bánh bóp mạnh nó nha. Cá này dạo quen luôn anh. Cá này nè, thấy chưa, thấy nó cắn chưa? Cái mỏ của nó rất là chắc. Nó dướng nữa kìa. Cầm là các bạn phải cầm vào chỗ gần cái đầu của nó như vậy nè, để cho nó không có bị đó. Cầm ngay cái gần đầu nó, nó không có phóng cái đầu này vào mọi người. Cái đầu của nó chỉ chỉ cầm đây. À đúng rồi, cái đầu này nó phóng một phát là lủng lủng người luôn á. Xe bỏ vô luôn rồi đéo vừa luôn. Cầm đi em, cầm cho anh nè. Sao để xíu đi, mà thôi cũng có đầu. Đừng có để cho nó quật cái đầu nè. Rồi, ok. Đó. Rồi quay đây. Đó, đây là con cá xương xanh nha. Con này đặc biệt cái xương của nó, chốc các bạn về nấu lẩu á là xương nó có màu xanh ngọc bích. Đẹp vậy? Đó, ừ. Đó, cái xương đó mình có làm gì được. Xương đó hả? Để mình đem vào một cái hũ kiến mình chưng. Trời chết đó. Con này thì hàng tươi rất là ngon, mà thường nó hay cắm đầu vào lưới là dễ bị chết. Nó là cá cá xương xanh. Đâu coi coi. Bỏ nó hả? Cái gì vậy trời? Thôi tính ra tao nó cắn bây giờ. Ôi má buông ra là nó ấy, anh cứ chụp đi hoài luôn á. Nó chạy rồi ở trong đây chứ đâu. Nó bị dễ dẻ quá. Thôi anh đi ngồi chấm tóm kìa. Cho mọi người cầm tí đi. Mẹ ơi anh đâu? Ờ, bóp cổ cứ banh nó ra rồi nghiêng người chui ra. Này phải banh nha. Ôi cái đuôi dây. Vô bắt đi em. Vô trong đây. Nè, giờ đấy. Này, này anh tặng nè. Tặng cho em con. Cầm giống anh. Đó. Được chưa? Đó là con ngon nhất. Từ từ. Cẩn thận gai con đó là rất là nhức nha, nó đâm trúng tay là nhức lắm. Mấy cá nó dính đây là còn sống không? Bạn vào trong đây kiểm tra, vào trong đây kiểm tra. Bây giờ mấy con cá dính trên lưới nè. Anh tới. Không, con nào chết rồi thôi. Này con này đang nhấp nhép nè. Chụp đi. Đây đây đây. Đây có con ghẻ mini kìa. Cá ngon nè, cá nâu cá chép nè, thấy chưa? Cá giá trị đông nha. Tự nhiên tao chưa có buồn. Rồi, vô đi. À, gì đâu, đây này, gì đâu. Cá nâu nắm đầu nha, nắm đầu nha. Cá nè, nè, cá nè. Chính xác. Ba con cá nè, ba. Cá lưỡi lên, chữ lưỡi lên, đó, đó. Cá nâu thì nằm trong lưới á, cá nâu thì nằm trong lưới. Nè, không có nó chết được này nè. Nhưng mà nó... Con nào chết thì bỏ đi. Đây, con này. Con này nè. Đủ môi chưa, đủ môi chưa? Còn sống mà. Thôi, đại con dính cho cái lưới là còn sống rồi, con này nè. Đủ môi chưa? Cẩn thận không nó ra ngoài. Sống không? Đây. Chạy đâu? Đủ bạn bắt được. Đủ bạn bắt được đấy. Đâu rồi, trở lại, trở lại. Con gì? Trở lại, luôn. Xúc nhanh tay lên. Sát xuống dưới cát luôn. Chưa. Rồi, bao rồi. Đâu rồi, mực. Cái mực nang. Mực. Với bố. Một con mực bự 5kg. Có nữa kìa. Chưa. Ý giời. Ở này này. Nó đúng rồi đấy, chính xác. Trời ơi, con bự luôn kìa. Chưa. Rồi. Mười điểm. Để cái quần áo mình cho mình bên tim mình nhét cái có rút quần thôi. Không. Có nó xong này. Chú bá con cá là gì? Dài đâu đó. Rồi. Đây nè. Một chấm điểm.
Đúng. Quá hay. Ăn này quá trời ăn. Tôi bảo anh lăn cho nhanh. Em cảm ơn nha. Rồi đi thẳng vô. Bye bye các bạn. Bye bye. Bye bye nha. Đi ban ngày. Ok, đi ban ngày báo mình.